Dạ thưa anh, ở trong phần 1 anh nói rất là nhiều về Linda Hoff, là một trong những cái lâu đài thần tiên của ông Louis đệ nhị. Thế bây giờ mình có thể đến thăm New Einstein chưa được chưa anh? Thì Einstein ngay sau lưng của chúng ta đó, đó là cái lâu đài mà quý vị nhìn sơ qua thì thấy nó có vẻ bình thường phải không ạ? Thế tuy nhiên chúng ta có dịp đến gần với Neil Einstein thì quý vị sẽ thấy khác hẳn. Cái hình ảnh chúng tôi chụp được đó, chúng tôi đứng từ một cái vị trí cao, từ một cây cầu, nó gọi là Mary Bridge, tên của một vị hoàng hậu phải không? Và đứng ở trên cái cây cầu, nó bắc ngang qua một cái thung lũng, và đứng ở trên thung lũng chúng tôi vừa được nhìn cái view của cái lâu đài Neil Einstein. Và phía sau lưng người nữa, sau cái phía lâu đài quý vị có thể nhìn thấy hai cái hồ, đúng không ạ? Cái hồ nhỏ mà sau lưng, ngay sau lưng tôi đó, thì đó là hồ Swan Lake đó, hồ Thiên Nga đó. Và bên Chắc tay là nhiều trái thiên nga đó lắm hả chắc là có không biết có thiên nga không, tôi cũng đấy, nhưng mà chúng ta đến với cái khu vực này chúng ta thấy thiên nga được nuôi rất là nhiều đó. Có thể nói một phần thì cái câu chuyện của Swan Lake, còn phía cái hồ kia là An Sa, hồ An An là tên của cái dãy núi An ở bên Âu Châu đó. Thì đó, cái hồ Swan Lake thì nó nhỏ nhưng mà cái hồ An Si thì nó lớn. Nhưng mà đứng từ một cái vị trí trên cao và chúng ta nhìn được cái hình ảnh của cái lâu đài Neil Einstein thì chúng ta mới thấy được cái thơ mộng của nó. Nhất là lâu đài này trong lúc chúng tôi chụp là chụp trong lúc trời tốt, trời nắng đẹp và chúng ta chụp trong. Nhưng mà giả thử đối với cá nhân tôi, nếu mà cái không gian này mà có một tí mây mờ, có một tí sương mờ, Chà, tuyệt hảo, đúng là giống đẹp thần lắm, tiên đó anh. nó rất là thần tiên. Thung lũng dưới là lờ đờ ở phía dưới và phía trên là cây xanh, tại vì khu như ở bên Đức thì Mỹ thì biết thời tiết về lạnh nhiều hơn là Đúng nóng, rồi, rồi thành từ mưa cây nữa anh. tối, cây cối lúc nào cũng xanh tươi cả đó. Mà cái lâu đài Neil Einstein này nằm trên một cái vị trí cao, nằm ở giữa lưng chừng núi, đứng từ xa chúng ta có thể nhìn thấy được cái, đi từ xa chúng ta có nhìn thấy được cái lâu đài Neil Einstein ẩn hiện trên núi rồi. Hay Thành quá. ra cái tên nó làm cho chúng ta thấy rõ ràng có một sự Khác thần biệt. tiên nào đó khác hẳn với những lâu đài khác đó. Thế tuy nhiên thì cái hình ảnh mà chúng ta xem nó khác với cái thực tế phía ngoài là chúng ta thấy chung quanh, tất cả những cái chung quanh của chúng ta. Tại vì khi mà đến với lâu đài Neil Einstein đó, chúng ta đã đứng ở trên một cái vị trí cao, từ trên một cái dốc núi, và từ trên cái triền núi đó chúng ta nhìn xuống, chúng ta nhìn thấy được hai cái hồ và chúng ta nhìn thấy cả một cái thị trấn nhỏ ở phía dưới. Nhưng mà đặc biệt cái Neil Einstein này đó, thực sự tại sao nó gọi là Neil Einstein? Neil Einstein tức là một cái lâu đài Einstein mới, đúng không? Thì Neil là mới mà, Neil đó. Thực sự nó có cái tên của một cái lâu đài khác, người ta dự định ta gọi cái đó là Einstein. Einstein. Thành ra khi mà ông ấy ở trong cái lâu đài Einstein từ nhỏ cho tới lớn, tôi nói cái lúc năm 18 tuổi, cái lúc mà ông được vua bố mất và ông lên ngôi thế vua bố thì người ta mới gọi đổi tên lại cái lâu đài mà ông xây như bây giờ là New Einstein. Cái lâu đài mới. Còn cái lâu đài cũ của ông là đặt cái tên vẫn là cái cũ, mà bây giờ nó gọi là Hohenschau thì lại cái tên cũ của nó. Thành ra chúng ta đến đó là chúng ta thưởng thức được hai cái Einstein, một cái cũ và một Hay cái mới. quá. Cái mới là cái mà New Einstein đó. Thành ra ở đây là một cái thị trấn, và thị trấn này bây giờ nó trở thành cái chỗ để mà du khách nườm nượp tới. Thành ra rất là đông du khách đến thăm cái lâu đài này. Tôi đã đến Munich, đến với Neil Einstein cách đây khoảng có lẽ khoảng 17, 18 năm trước rồi. Thành ra bây giờ có trở lại với cái lâu đài này mình cảm thấy nó có cái khác lạ. Đông đúc hơn hay sao anh? Dân Thực cư sự đông rồi thì du khách đông. lúc nào nó cũng đông cả. Nhưng mà ngày xưa thì có nhiều cái phương tiện để chúng ta di chuyển. Và bây giờ cái phương tiện di chuyển như để chúng ta có thể đi đi xe mà ngựa đó, mình cứ gọi là xe ngựa, nhưng thực sự nó là những con Nó la nó kéo. to đó, Nó kéo một cái nó xe. kéo cái xe, tại vì phải đi lên độ dốc, thành chỉ có con la nó kéo được cái xe đó đi từ cái Einstein cũ lên cái New Einstein, tức là cái Einstein mới. Hay Thành quá. ra giữa hai cái lâu đài nó có một cái đường đó. Còn bây giờ chúng ta có thể đi xe bus, xe bus nó chỉ chở chúng ta đi sát cái
cái New Einstein thôi, còn ngoài đó chúng ta vẫn phải đi bộ lên đó. À, như anh nói là lâu đài này nó nằm ở trên một cái độ cao, vậy thì cái đường đi lên nó có khó khăn không, có gây khó cho du khách không ạ? Nếu mà chúng ta chân còn cứng thì chúng ta đi rất là tốt. Wow. Còn không thì chúng ta đi chậm thôi, đi từ từ lên vậy. Thành ra người ta đi có thể là 15 phút thì mình đi có thể mất 20 phút, 25 phút vậy. Đó. Cũng thì vẫn còn là có nghĩa đi lên được, nhưng mà nó ở một cái độ dốc. Và càng lên gần tới lâu đài thì càng lên dốc nhiều. Đó. Nhưng mà thực sự những cái gọi là mệt mỏi của mình đó, khi chúng ta tới gần lâu đài là chúng ta đi qua những cái chung quanh, những cái gọi là những cái điểm mà chúng ta có thể đứng chụp hình đó. Chẳng hạn như tôi đã đứng ở cái cầu Mary Bridge, tôi chụp những tấm hình như thế này, thích thú lắm. Mình chụp hình là một chuyện, và nếu mà mình có quay được những cái video clip, mình cảm thấy về mình coi nó xứng đáng. Đó. Và nhất là sau đó thì chúng ta đi vào trong cung điện, và bây giờ đặc biệt cái cung điện bây giờ đó là chúng ta đi vào New Einstein, nó khác hẳn ngày xưa. Ngày xưa chúng tôi có dịp đi vào và chúng tôi có thể chụp hình được, và chúng lại còn bây giờ thì hoàn toàn du khách không được chụp hình bên trong lâu đài. Thành thử bây giờ muốn để ghi lại những cái hình ảnh ở trong lâu đài đó, chúng ta chỉ nước mua mấy cái postcard để nhớ lại thôi, còn hoàn toàn bên trong họ không cho chúng ta chụp hình, không cho chúng ta quay phim. Và bây giờ thì người ta có một người tour guide riêng của lâu đài đi giảng nghĩa cho mình nghe những cái function ở trong cái lâu đài như thế nào, phòng ngủ của nhà vua như thế nào, phòng đọc sách như thế nào, phòng nghe nhạc như thế nào, và chúng ta sẽ đi theo người tour guide sự hướng dẫn. Và những khi chúng ta, đặc biệt là khi mà vào lâu đài đó, quý vị đừng tưởng nghĩ lâu đài ngày xưa đâu có thang máy. Đúng rồi. Thành ra một cái điểm khác là cho những người mà yếu đó, là chúng ta phải leo lên 3-4 tầng. Đó. Và đi bộ lên. Thành ra tương đối là có hơi mệt. Thế tuy nhiên thì để thưởng thức một cái đẹp, để thưởng thức một cái nghệ thuật, để thưởng thức một cái kiến trúc thì chúng ta phải chịu thôi. Đâu có phải dễ dàng đi đến đó được anh hả? Cho cố gắng. Không có phải dễ dàng để chúng ta đến. Chúng ta đã phải bay qua tới Munich. Từ Munich chúng ta phải đi xe xuống tới New Einstein. Và chúng ta được xem những cái thắng cảnh thiên nhiên, xem những cái gọi là cái văn hóa của khu vực đó, văn hóa của Bavaria, văn hóa của những cái nghệ thuật, như chẳng hạn chúng ta có thể mua được những cái điêu khắc bằng gỗ đó, được cắt mỏng ra đó, và họ làm thành những cái ông già Noel, hoặc là những cái về những cái trang trí vào những dịp Christmas, và những cái ngôi nhà gỗ nhỏ hoặc là những cánh cối xay, cái đó rất là đẹp và rất là nghệ thuật của Bavaria. Thì đến với lâu đài thì chúng ta vào và chúng ta xem được những cái hình ảnh và những câu chuyện tình của nhà vua. Vua Louis đệ nhị, ông là một ông vua, lúc ông chết ông mới có 40 tuổi thôi. Trẻ. Và ông còn trẻ và ông độc thân. Nhưng có nhiều câu chuyện tình được thêm dịp xung quanh đời sống của ông ấy. Tại vì ông đã có một lần ông làm lễ đính hôn rồi, nhưng mà gần ngày cưới có 2 ngày là ông hủy cái hôn lễ. Và ông sống như vậy. Thành ra khi mà đặc biệt chúng ta vào trong cái lâu đài New Einstein đó, khi mà vào phòng ngủ của nhà vua đó, chúng ta nhìn thấy cái giường của vua là một cái giường single của một vị vua độc thân, chứ không phải là vị vua có gia đình. Thành ra nó cũng có những cái khác, nhưng mà chung quanh lâu đài, chung quanh trong cái phòng ngủ của ông toàn là những câu chuyện tình huyền, trong cái câu chuyện thần thoại của Ireland, câu chuyện của những người có một câu chuyện tình mà ông rất là thích thú ha. Đó là câu chuyện về một chàng anh hùng rất là nổi tiếng trong cái lịch sử của Ireland. Và người anh hùng này được lệnh hộ tống đi bảo vệ cho một vị công nương sang là đám cưới ở bên một vị vua khác. Nhưng mà trên đường đi như vậy đó, thì hai người này vô tình, người ta cái thần thoại mà, người ta nói hai người đã vô tình uống chung một cái gọi là rượu tình. Và thành ra hai người bắt đầu yêu nhau. Và cái sự yêu nhau là cuối cùng là họ không thể rời nhau được, và cả hai đã chọn là một cái chết bên nhau. Câu chuyện làm tôi nhớ đến câu chuyện của huyền thoại thôi. Câu chuyện trong cái giả sử của Việt Nam mình nói là cái tướng Trần Khắc Chân hộ tống huyền trân công chúa từ
từ Chiêm Thành đi trở về đó, yeah. thì cái chuyện đó là có thể là hư cấu, nhưng yeah. trong cái giá sử của Việt Nam thì có yeah. cái câu chuyện cũng đó gần giống vậy. Nó gần giống yeah. như vậy đó. Yeah. Thì đại khái là như vậy. Thì ông treo tất cả những câu chuyện tình nó nổi tiếng trong phòng ngủ đó. Còn ngoài trong những cái chuyện là phòng đọc sách, phòng music của ông ấy, ông lại để những câu chuyện tình khác đó. Nhưng mà tất cả đều là những câu chuyện tình diễm lệ đó. Và đặc biệt là ông Lewis đề nghị này, ông rất say mê một vị nhạc trưởng mà cho đến bây giờ người ta vẫn có biết ông, đó là một cái ông rất là nổi tiếng, là ông là Warner. Yeah. Ông này rất là nổi tiếng và ông đã làm ra rất là nhiều vở kịch, và chính vì nhờ những cái vở nhạc kịch đó mà ông Louis XIV đã đam mê vào nghệ thuật, đam mê vào music. Và ngay trong cái phòng music room của ông ấy đó, một cái đàn piano đặc biệt dành cho ông ấy. Wow. Thành ra là đến với cái càng các phòng ốc ở trong cái cung điện New Einstein, chúng ta thấy thiết kế rất là tinh xảo và rất là đẹp và rất là tốn kém, tại vì được mạ vàng hết mà. Yeah. Đó. Rồi cả cái ngôi vua, đặc biệt là chúng ta đi vào trong đó chúng ta thấy đặc biệt lắm, là cái ngôi vua đó, thì ở cái ngôi vua thì có một cái nguyên tắc là ống làm chỗ để cái ngai vua ngồi. Và cái ngai đó được dựng dưới ngay dưới hình ảnh của Chúa Giêsu, để chứng tỏ là Chúa Giêsu lúc nào cũng ban phước cho nhà vua. Yeah. Nhưng mà vua chết, thành ra lúc đó cái ngai chưa làm, thành ra không có ngai vàng ở đó. Đó. Thành thử chúng ta đến, chúng ta biết là hiểu thêm những câu chuyện như vậy đó. Yeah. Chúng ta đi rất là thích thú, nhất là câu chuyện tình của một ông vua cô đơn. Yeah. Và ông lại quá xài rất là nhiều phung phí tiền của ngân khố của quốc gia, thành ra tất cả những người mà thuộc về thẩm quyền trong cái Bavaria đó, họ đều không thích, nổi giận và họ muốn thoái, buộc ông ấy phải thoái vị. Và chính vì cho câu chuyện đó và họ đã nhờ một ông bác sĩ chẩn đoán cho cái tâm lý và cũng như bệnh tình của nhà vua, và cuối cùng thì ông bác sĩ ông đi kết luận là ông vua điên. Ông điên nó, thành ra ông làm những cái chuyện đó, ông làm quá tốn kém của ngân khố của quốc gia, thành ra người ta đã dùng cái điên đó để người ta loại ông ra khỏi, bắt buộc ông phải thoái vị. Và chính có lẽ vì câu chuyện đó mà một ngày ông đã mời ông bác sĩ đi ra hồ đi chơi dạo với ông ấy, và cả hai đi xong là không trở về nữa. Mà sau đó người ta tìm được xác của ông bác sĩ và xác của ông ở ngoài đó. Wow, thành ra câu đó. Chuyện chết thì như thế nào cho đến bây giờ người ta vẫn chưa biết. Nhưng mà thì đó là câu chuyện chấm dứt của cuộc đời của vua Louis đệ nhị. Yeah. Và ông sống được 40 tuổi. Nhưng cái mà ông để lại cho người ta đó, cho hậu thế bây giờ, đó là cái lâu đài New Einstein. Yeah. Mà tôi nghĩ rất là đơn giản, ông mà còn sống cho đến bây giờ đó thì ông là rất là giàu. Yeah, ông, tại vì cái tất cả mọi nơi đều dùng cái bản quyền của ông cả. Yeah. Thì ông quá giàu rồi. Yeah. Điên đâu chưa thấy mà thấy tiền nhiều rồi. Yeah, đúng rồi. Xin cảm ơn anh Trần Nguyên Thắng rất là nhiều. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng buổi nói chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.